Dạ Toàn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Dạ Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ lời nói đầu tiên Toàn cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ạ. Dạ Toàn cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cho Toàn và những chủ vườn, những clip vừa qua. Dạ Toàn cũng thành thật xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ hôm nay Toàn đến chỗ anh đây và hôm nay anh đây có giao lưu là ba cây mai xù thành phẩm và cộng mai sữa rễ và quạng liên tùng luôn nha quý chú anh chị. Dạ rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho anh đây ạ. À, sau đây mình sẽ vào chi tiết quý cô chú anh chị ơi. À, mình chào cô chú anh chị và các bạn đi anh đây ơi. Rất chào mừng cô chú anh chị nha. Đây có về ba cây mai xù lâm râm thành phẩm cho nha cô chú anh chị. Em xin giao lưu với cô chú anh chị ba cây. À, mình đọc số điện thoại luôn anh đây. Điện thoại của em là 0907197781 luôn nha. À, rồi sau đây mình sẽ tiến vào cái mã số 1 để không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị và các bạn ha. À, để mình quay từ xa cho quý cô chú anh chị và các bạn xem cái tàn đi. Dạ, cây này chiều cao nó khoảng bao nhiêu mét nè anh đây? Cây này 3m4 anh. Dạ, chiều cao là 3m4. Tán ngang cũng 3m4. Dạ, tán ngang cũng là 3m4 luôn quý chú anh chị, phơm tàn rất là đẹp ha. Cây này giảo của mình là mấy cánh ha anh đây? Cây này trước mắt thì em thấy nó 9-10 cánh không anh. Dạ. Nhiều khi giờ nó có lộn 5 cánh thì anh em cũng tạm. À. Cây giảo viên nó còn lộn 5 cánh mà. À, để tâm quay từ xa mặt xa cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Đâu mình quay vòng anh đây, quay vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem cái bộ tàn từ xa ha. Để tàn đều đẹp nha quý chú anh chị. Cây này thì nói chung là nó xù nhẹ quý anh chú anh chị ơi. Rồi để hình tiến vào bên trong để mình xem cái bộ đế nha quý anh chú anh chị. Rồi mình quay vòng nhẹ nhẹ anh đây. Này là hình hình thú là gõ nét luôn nha quý anh chú anh chị. Cây này thì nói chung là xù nhẹ quý anh chú anh chị ơi. Tàn gì đặc luôn quý anh chú anh chị. Đó. Dạ rồi mình đo thông số đi anh ơi. Dạ. À, mình neo là 43 quý anh chú anh chị ơi. Dạ rồi thoát thăng luôn anh đây. Thoát thăng được 25 anh Toàn ơi. Dạ thoát thăng là 25 tay cành 1 luôn. Cành số 1 được 16 anh Toàn ơi. Dạ rồi. Đó, đường kính bầu là đường kính bầu được 113. Dạ rồi. 113. Rồi đế đặt luôn anh. Đế sổ thì 45 nghe anh Toàn. À đế sổ 45. Rồi anh đo đế đặt luôn. Đế đặt 150 anh Toàn ơi. Dạ đế đặt là 150 ha. À, tổng bề đế là bao nhiêu ha anh đây? Tổng bề đế này là 270 anh Toàn ơi. Rồi anh quay nhẹ nhẹ giùm em cái nữa anh đây. Đó này mình nhìn từ xa là hình thú rồi là gõ nét luôn quý anh chú anh chị. Cây này nó vừa xù mà nó vừa hình thú coi rất là đẹp nha quý anh chú anh chị. Đó. Lắm cái bộ rễ nó rất dạ. Nó phân tàn rất là đẹp quý anh chú anh chị ơi. Tàn tròn nha quý anh chú anh chị. Xương cành dày đặc luôn. Dạ rồi cây mã số 1 này mình giao lưu cho với cô chú anh chị các bạn nhiêu anh đây? Cái mã số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 28 triệu 200 km. Dạ cây mã số 1 là 28 triệu là bao ship 200 km luôn quý chú anh chị. Xa hơn thì anh em mình thương lượng nha. Dạ 28 triệu bao ship 200 km cho cây mã số 1 nha quý chú anh chị. À. Này là hình thú gõ nét luôn. Anh em cứ ủng hộ rồi kết bạn Zalo với em mày, em cho mấy anh em xem cây trực tiếp bên ngoài luôn ha. À. Xương cành dày đặc nha quý chú anh chị. Đó. Xương cành đều ngang luôn. Mai này là chơi Tết 2024 nha quý cô chú anh chị. Bông chùm luôn á anh Toàn ơi. Dạ à, bông chùm luôn ha. Dạ rồi tiếp theo mình qua cây mã số 2 luôn anh đây. Dạ dạ.
À, tiếp theo mình qua cây mã số 2 luôn quý cô chú anh chị ơi. À, cây mã số 2 này chiều cao nó nhiêu hả anh đây? Đó. Dạ, chiều cao 3m, tới ngang là 2m, 3m5 quý cô chú anh chị. Rồi, để toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị và các bạn xem cái phân tạng đó ha. Cây này nói chung là cũng xù nhẹ nha quý chú anh chị. Này là một cốt tàn thông rất ngọn luôn quý chú anh chị ơi. Rồi, để toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái bộ đế của nó ha. Đế này đế sổ là khủng nha quý chú anh chị. À, đặc biệt thì cái cây này nó xù nè. Thì nói chung là cái cây này nó mà xù mạnh hơn cây mã số 1 hồi nãy quý chú anh chị. Đó, nó đang nứt da này nha quý chú anh chị. Đó. Đây. Củ đế này là khủng quý chú anh chị. Rồi mình đo thông số mình neo cây mã số 2 luôn anh đây. Số đo vị trí này được 42 anh Tổng. Dạ, 42 quý chú anh chị. Rồi thoát thăng luôn anh đây. Thoát thăng được 34 anh Tổng này. Dạ, thoát thăng là 34 anh chú anh chị. Tay cạnh 1 lên đây. 25 anh Tổng này. Dạ, tay cạnh 1 là 25 anh chú anh chị ơi. Rồi mình đo cái đế sổ với đế đặt của nó luôn anh đây. Đế sổ được 50 anh Toàn. Dạ, đế sổ là 5 tắc nguyên chứ anh chị. Cục đặt này em biết đo cục đặt nào đâu cũng đặt 150 đi anh Toàn ơi. À, củ đặt là khoảng 150 nguyên chứ anh chị. Rồi tổng bề đế phía dưới luôn anh đây. Tổng bề đế này được cỡ 300. Tại hết về thứ 290 anh Toàn ơi. À, cỡ 290 đi ha. 290. Dạ. Tổng mình đế là 290 anh Toàn. Rồi, để toàn quen nhân dòng nữa cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái nồi đế thêm lần nữa ha. Đường kính bầu là 129 luôn. Dạ. Đường kính bầu là 129 quý cô chú anh chị. Cây này nói chung là đặc biệt là nó đang lên xù nè. Nó đang lên xù rất là mạnh luôn quý cô chú anh chị. Nó xương cành thì đều từ gốc tới ngọn nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây này mặt bông nó nhiêu cánh ha anh đây? Trước mắt là anh thấy nó 10 cánh luôn đó anh Toàn ơi. Dạ, từ 8 cho đến 10 cánh của anh chú anh chị ơi. Tại vì này chung nó xương cành gì đặc luôn. À. Đặc biệt nó có cái củ xù chẳng này nè. Nó giống như là cái chiếc cúp vậy đó quý chú anh chị. Ở dưới đây bự ha, lên đây thì nó nhỏ, là trên đây nó bự nè. Đó, nó đang xù, cây nào xù thì nói chung là nó đang chóc da rất là mạnh của anh chú anh chị. Hiện tại là nó đang xù và đang lớn luôn ha. Nói chung là xương cành rất là đẹp nha quý chú anh chị. Dạ rồi, cây mã số 2 này mình giao lưu với khách nhiêu hết anh đây? Cây mã số 2 này em toàn giao lưu với khách là 26 triệu, em cũng bao cái ship 200 km. Sao ngày anh em mình thương lượng tiền sang anh Toàn. Rồi rồi. 26 triệu bao ship 200 km luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây này thì quá tại bộ đế này anh Toàn ơi. Đặc biệt thì nó có cái củ đế ở phía sau lưng đó, nó đang đang bự luôn anh chú anh chị. Đây. Củ đế đây là dữ lắm khủng, ở phía ngoài này nè. Ừ. Bàn tay luôn. Dữ lắm luôn. À. Đầu chân luôn anh Toàn. Đó, tàn thông một cốt luôn nha quý anh chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo mình qua cây mã số 3 luôn quý anh chú anh chị ơi. Cây mã số 3 thì kế bên đây luôn ha. Cây mã số 3 này chiều cao luôn anh đây ơi. Chiều cao cây này được 2m6 anh Toàn. Dạ, chiều cao cây mã số 3 là 2m6, tán ngang luôn đây. À. Phân tàn tròn rất là đẹp nha quý anh chú anh chị. Cái này thì cái này cũng hiện tại đang lên xù rất là mạnh nha quý anh chú anh chị. Rồi, để toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái nồi đế ha. Nói chung là ba cây cây nào cũng xù luôn quý anh chú anh chị. Này đế rất là khủng luôn quý anh chú anh chị ơi. Đây thì cây này đang có hiện tượng là nó lên xù rất là mạnh ở phía này. Ở phía này cái củ xù nó rất là to ha, xuống như đây nó nhỏ, xuống như đây nó củ đặt ở phía dưới này luôn anh chú anh chị. Đó. Phân tàn nói chung là rất là đẹp nha anh chú anh chị. Đều từ gốc tới ngọn luôn. Cái này mặt bông cũng giống như ba cây hai cây trước vậy đó anh Toàn. À, mặt bông cũng chín 10 cánh luôn anh chú anh chị. Bông trùm không ạ? À.
Rồi mình đo thông số luôn đi anh. Cái này được 40 quần eo anh Tòa. Dạ, 40 cm cho quần eo như quý cô chú anh chị, khó khăn luôn nè. Thoát thân cái này được 27. À, thoát thân là 27 tại cạnh 1 luôn. Số 1 24 của anh Toàn. Dạ, tại cạnh 1 là 24 anh chú anh chị. Rồi đáy sổ luôn anh nè. Đáy sổ xuống 5 tắc anh Toàn. À, sổ 5 tắc. Đường kính bầu thì 113. Rồi. Tổng bề đế luôn anh nè. Cái cục đế này như mấy cây trước 150 không hết thước dây nè anh Toàn. À, cục đế đặt là khoảng 150 anh chú anh chị. 150 không hết rồi thước dây. Ở phía dưới nó tầm khoảng 2.5 m không anh? Ở dưới là 2.5 m luôn đó anh Toàn. Dạ, bề đế là 2.5 m luôn anh chú anh chị cho cây mã số 3 ha. Đặc biệt là củ đế này rất là khủng nha anh chú anh chị. Nói chung là ba cây, một cây số 1 thì hình quái gõ nét. Cây mã số 3 thì củ đế là cũng là hay hình thú luôn. Rồi cây mã số 3 này mình giao lưu với khách nhiều hơn đây. Cây mã số 3 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 22 triệu em cũng bao cái ship 200 cái số anh. Dạ. Nếu xa thì anh em mình thương lượng ra. Được rồi. Dạ cây mã số 3 thì 22 triệu bao ship 200 km nguyên chú anh chị, nếu xa thì với cô chú anh chị các bạn thương lượng ha. Dạ rồi với cô chú anh chị thì hôm nay anh đây có giao lưu là ba cây mai xù tàn đế đẹp đã thành phẩm như anh chú anh chị. Sau đây anh đây sẽ giao lưu cùng với cô chú anh chị và các bạn thì một mặt hàng nữa đó là mai sữa rễ cây giống nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì anh đây giao lưu có vạn niên tùng luôn, cây giống luôn anh chú anh chị. Mình còn đây 4 cây nữa mình đây. Còn đây 4 cây ha. Quay mai sữa rễ trước anh Toàn. Dạ, quay mai sữa rễ trước cây bự trước nha quý chú anh chị. Đo hoành luôn anh Toàn ơi. Dạ. Cái này mình 11 anh Toàn ơi. Dạ. 11. Cái này mình đổi lại là mã số 1B nha. Rồi, mã số 1B. À, 1B. Mai do mai con. Mai sữa rễ. Rồi. Quành eo là 12. Mai sữa rễ cây mã số 1B nha quý chú anh chị. Chiều cao này mét rưỡi luôn Toàn ơi. Dạ chiều cao là mét rưỡi cây mã số 1B luôn quý chú anh chị. Em quay bộ đế vòng vòng cho anh em coi nha. Rồi được anh đây, được rồi em quay nha. Quá trời, đẳng cấp em nè. Cây mã số 1 này mình giao lưu nhiêu hả anh đây? Cây mã số 1 này em giao lưu 3 triệu nghe mấy anh. 3 triệu mình có bao ship không anh? Dạ không anh ơi. Dạ. 3 triệu là không bao ship nha quý chú anh chị. Cây mã số 1B. Xương cành đều gan luôn nha quý chú anh chị. Đây rồi tiếp theo qua cây mã số 2B luôn. Rồi chiều cao anh đây, chiều cao nó tầm khoảng là cỡ 1.5 m đi. Quanh 10 anh Toàn ơi. À quanh 10 ha. Ờ. Rồi. Quanh 10, cao 4.5 m, ngang chắc mấy cây này 1 m anh Toàn ơi. À, ngang cỡ 1 m nè. Rồi thoát thân này cỡ nhiêu anh đây? Thoát thân này được 18 anh Toàn ơi. À 18. Rồi được anh em, để đây tự quay rồi. Cây mã số 2B. Dạ cây mã số 2 này mình giao lưu nhiêu anh đây? Em cũng cây đó 3 triệu luôn anh Toàn ơi. Dạ, cây mã số 2B là cũng 3 triệu luôn anh chú chị. Dạ tiếp theo mình qua cây mã số 3B. Cây mã số 3B. 3B hoành mự luôn anh Toàn ơi. Hoành eo mự luôn anh chú anh chị. Chính à? Chính à, nguyên cô chú anh chị. Chính anh Toàn. Rồi thoát thân đây. Thoát thân được 14. Dạ, thoát thân là 14. Dạ cây mã số 3B này mình giao lưu nhiêu hả anh đây? Cây mã số 3B này 2.5 triệu anh Toàn ơi. Dạ cây mã số 3B là 2.5 triệu là không dạ. Bao ship anh chú anh chị. À, để nói chung là để nơm luôn nha anh chú anh chị. Này bự ra đế gào ạ, chứ anh Toàn ơi. Rồi dữ lắm, nó khủng luôn. À. Mấy anh em càng bự ra càng củ đế nó dữ lắm nha mấy anh. Rồi tiếp theo mình qua cây mã số 4B luôn anh chú anh chị. Mã số 4B. 4B này hoành 10 anh Toàn ơi. Hoành eo 10 ha. Ừ. Hoành eo 10.
thoát thân này được 33. Dạ, thoát thân này cao khoảng 3 tấc. Cây mã số cây mã số 4B này, cây này cái nồi đế nó rất là khủng nha quý anh chú anh chị, nó nhỏ mà có vỏ nè quý anh chú anh chị. Chiều cao cây này được 1m6 anh Toàn. Dạ. Cây mã số 4B chiều cao là 1m6. Cây mã số 4 cây này là whip nha quý cô chú anh chị. Tán ngang thì 1m2 Toàn. Dạ. Dạ, cây mã số 4B này mình giao lưu với khách nhiêu anh đây? Cây này em cũng 3 triệu luôn anh Toàn ơi. Dạ, cũng 3 triệu là không bao ship luôn quý anh chú anh chị. Dạ, dạ. Dạ rồi, sau đây dẫn với cô chú anh chị và các bạn đi một vòng để mình giới thiệu về mai sữa rễ, cây giống. Đây thì đây có giao lưu là bán cây giống là mai sữa rễ nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị và các bạn nào có mua số lượng nhiều á thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của anh đây. Đây thì Toàn quay sơ ngang cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Chủ yếu thì tập trung vào cái vạn niên tùng quý cô chú anh chị. Thì cái phần là mai sữa rễ, cái giống này Toàn sẽ làm một cái clip riêng. Đây là vạn niên tùng đó anh Toàn. Cái này em có giao lưu lẻ và số lượng luôn á anh Toàn. Dạ, giao lưu lẻ và số lượng luôn ha anh. Ở đây thì vạn niên tùng này bán qua ship luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ đúng rồi, này qua ship luôn á anh. Chiều cao này chắc có chiều cao cái này hiện giờ là nó 4 tấc anh Toàn ơi. Đó, khoảng 4 tấc ha. Ừ. Không anh, em thấy cái này là cái gốc của nó là tầm khoảng là lên là tầm khoảng cái nữa em lựa lựa mấy cây cao của anh Toàn. Dạ. Thì anh cái này có khoảng 2 tấc rưỡi. Lựa những cây cao mặt hàng cao cho dạ. Chú anh chị. Dạ mình bình quân là mỗi cây là khoảng 2 tấc cho đến 2 tấc rưỡi, tại vì có cây thì nó tầm khoảng 3 tấc luôn ha. Chứ mình đã là 4 cây này 4 tấc. Ừ. Nó còn túi như này hả? Ừ rồi. Cái đó khoảng 4 tấc anh Toàn. Dạ. Thì trong khi gửi hàng thì anh đây sẽ lựa những cái cây mà vạn niên tùng cây cao hoặc to khỏe tắc nhất để gửi cho khách quý cô chú anh chị. Cái này là vạn niên tùng cây giống nha quý cô chú anh chị. Giống sửa rễ luôn anh cô chú anh chị. Dạ. Cái này thí dụ mà mình giao lưu tại vườn là mỗi cây diện nhiêu ha anh đây? Giao lưu mua lẻ thì giao lưu tại vườn á thì mua lẻ thì từ 5 cây trở xuống á thì 90.000 cây, mà giao lưu nhiều thì em còn thương lượng bớt chút đỉnh nha anh Toàn. Dạ. Dạ rồi quý anh chú chị, mỗi cây vạn niên tùng cây giống gì mình giao lưu tại vườn là mua số lượng nhiều tầm khoảng là từ 30-40 cây trở lên thì mỗi một cây là 70. Nếu như mà quý cô chú anh chị các bạn nào mua lẻ thì mỗi cây gì là 90.000 quý chú anh chị. Còn mình bán qua ship là cái giá nó tầm khoảng nhiêu hả anh đây? Cái này cũng như ở đâu em gửi ship, cái này nhẹ gửi ship á, qua ship hết trơn tiền luôn rồi anh Toàn ơi. Quý dân chuyển hết luôn á. Cái này thí dụ mình ship, bán giao lưu không bao ship anh Toàn. Giao lưu là không bao ship ha. Dạ. Ví dụ mà mình giao lưu là không bao ship, mình bao nhiêu cây mình mới giao lưu anh đây? Thì nói chung ra từ 5 cây trở lên là em giao lưu. Ở đây là cây bự nha quý chú anh chị. Ở đây là cây bự tí xíu, còn ra ngoài này cây nhỏ. Đây là tùng kim cương ha anh. Bên đây là tùng kim cương á anh Toàn. Ủa nó nhiều loại hả ta? Nhiều loại. Ở đây là vạn niên tùng. Bên đây là vạn niên tùng, còn bên đây là tùng kim cương. Hình như là lúc đó là Toàn cũng có quay cái vườn bonsai của anh Trực ở Thốt Nốt là cũng có tùng kim cương, là cái loại tùng kim cương là cái loại cây là nó có cái giá trị cao hơn là vạn niên tùng. Anh đây cho em hỏi cái anh đây. Hỏi cái vạn cái này là kêu bạn gì? Vạn cái này là tùng kim cương á anh Toàn. Dạ tùng kim cương là hình như là nó đẹp hơn ban ngày lắm. Ban đêm anh chứ. Em nghe nói tùng kim cương này nó có giá trị hơn là vạn niên tùng phải không ta? Dạ. Em cũng có nghe nói rất là nhiều, nhưng mà lúc đó thì chưa có cây giống, lúc đó là chỉ có vạn niên tùng thôi quý anh chú anh chị. Còn giờ hiện tại bên lên đây cũng có giao lưu là tùng kim cương. Thì Toàn nghe nói cái loại này thì cái giá trị của nó rất là cao mà cũng sửa đế luôn anh Toàn. Cây này cũng là đế nôm luôn hả anh đây? Ngoài sửa đế hết luôn. Tùng kim cương này cũng là làm ra làm cái đế nôm luôn nha quý anh chú anh chị. Có cây nào nè. Anh bức mạnh quá đó. Em cũng mới tạo rễ. Không, anh bức gì anh úp cái chậu xuống gì nè anh đây. Đây. Úp cái chậu xuống gì nè quý chú chị thì cái cây nó không hư. Đấy như cái cây này là hiện giờ được 6 cộng anh Toàn. Dạ. 6 cộng đế. 6 cộng đế mà đều ngang cổ cho anh Toàn ơi. Dạ. 6 cộng đế mà ngang cổ rồi.
Thì Tùng Kim Cương này cũng có làm đế nơm đúng không chú anh chị? Nhổ lên đứt cái này cộng. Dạ. Hồi nãy anh nói cái này là cái vấn đề là Tùng Kim Cương này dắt tối là nó chiếu chiếu hay gì anh đây? Chiếu sáng nó đẹp lắm. Dạ. Thì lúc đó Toàn cũng nghe nói Tùng Kim Cương, bây giờ Toàn cũng cũng thấy bên chú anh chị ngoài anh trực thì cái số lượng cây bự ha, cây bự thì cũng có số lượng cũng ít. Đây ngoài kia là toàn bộ là Tùng Kim Cương hết. Còn phía sau đây thì vườn mai, sữa rễ, cây lứa và cây bự ngoài kia ha. Thì nói chung đây Tùng Kim Cương này thì em cũng giao lưu cũng bằng giá bằng giá hồi Tùng dạng niên hồi nãy đó cô chú anh chị. Dạ. Thí dụ mà mỗi cây gì là nhiêu hết anh đây? Cây gì là cũng là dĩ tỷ mua số lượng nhiều thì 70.000 cây anh Toàn. À, số lượng nhiều là 70.000 cây. Còn mua ít ship quá thì mấy cây này nó mua mà từ 5 cây trở lên thì 70.000 cây anh Toàn, mà mua mà số lượng mà ít á tầm khoảng 100.000 anh Toàn. Rồi. Ít mua số lượng khoảng 1 2 cây thì cây 100.000 ha. À. Còn nhiều mua số lượng nhiều thì nhiều thì 70.000. Còn nếu như 20 cây lên anh Toàn ơi. À, đúng rồi. Ở đây là hôm nay không bao ship luôn nghe anh Toàn. Hôm nay thì Toàn cũng phân biệt luôn nha quý anh chú anh chị. Ở kế bên đây là vạn niên tùng. Vạn niên tùng thì cái lá của nó là khác với cái Tùng Kim Cương. Tùng Kim Cương Toàn cũng có nghe nói rất là nhiều. Hôm nay Toàn cũng mới thấy cây giống luôn. Còn gì không? Dạ rồi quý cô chú anh chị, thì hôm nay Toàn cũng đến chỗ anh đây cũng có giao lưu là 3 cây mai xù thành phẩm cộng mai xứ rễ và vạn niên tùng và Tùng Kim Cương quý chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho anh đây ha. Mọi địa chỉ và số điện thoại của anh đây Toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn biết đi liên hệ bên đây mua cho mình những cây mai đẹp ạ. Dạ Toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ cuối khi kết thúc video Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc ạ. Toàn cũng hẹn quý cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.